Xin chào tất cả các em học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em bài số 6, Unit 6, The Young Pioneer Club. Và phần đầu tiên cô giới thiệu đến các em đó là phần Listen and Read. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bài học nhé các em. Trước khi vào đoạn đối thoại, cô sẽ giới thiệu cho các bạn một số từ vựng, vocabulary. Okay, number one, enroll, đăng ký, ghi danh. Number two, activity, hoạt động. Number three, application form, mẫu đơn, hồ sơ. Number four, draw, drill, drawn, vẽ. Number five, outdoor activity, hoạt động ngoài trời. Number six, sign, ký tên. Number seven, bring back, mang lại. Number eight, Hobbies, sở thích. Number nine, acting, sự đóng kịch, sự diễn kịch. Các bạn ha. Rồi, bây giờ các bạn hãy ghi tất cả các từ vựng này vào vở bài học các bạn nhé. Rồi, bây giờ các bạn hãy nhìn lên hình vẽ. Đây là cô thư ký secretary và đây là bạn Nga đang nói chuyện điện thoại với nhau ha. Trước khi vào bài đoạn đối thoại, cô muốn các bạn hãy đóng hết sách lại ha. Close your book please. Ha. Các bạn chỉ nghe và sau đó trả lời cho cô biết. À. What does Nga want to do? And what does the secretary ask Nga to do? Ha, bây giờ các bạn hãy đóng sách lại. Các bạn chỉ nghe và tập trung vào hai câu hỏi trên màn hình nhé. Now, okay. Now, close your book, please. Now, you only listen and answer two questions. Are you ready? Yes. Now, listen. Unit 6. The Young Pioneers Club. Listen and read. Hello. May I help you? Good morning. I'm enrolling for the activities for this summer. Right. Let me get an application form and we can fill it out. What's your full name, please? Fan Mania. And when were you born? April 22nd, 1989. Where do you live, and do you have a phone number? I live at 5 Tran Phu Street, and I don't have a phone at home. Now, what are your hobbies? I like drawing and outdoor activities, and I enjoy acting, too. Drawing, outdoor activities, and acting? Well, please take this form to your teacher and ask her to sign it, then bring the form back to me. Alright, thank you. Ok, các bạn hãy nghe thêm một lần nữa nhé, để có thể trả lời một cách đúng nhất nhé các bạn. Now, listen the second time. Unit 6, the Young Pioneers Club. Listen and read. Hello, may I help you? Good morning, I'm enrolling for the activities for this summer. Right. Let me get an application form and we can fill it out. What's your full name, please? Fan Mania. And when were you born? April 22nd, 1989. Where do you live and do you have a phone number? I live at 5 Tran Phu Street and I don't have a phone at home. Now, what are your hobbies? I like drawing and outdoor activities. And I enjoy acting, too. Drawing, outdoor activities, and acting?
Well, please take this form to your teacher and ask her to sign it. Then bring the form back to me. All right, thank you. Okay, sau khi nghe hai lần thì cô nghĩ rằng chắc chắn cũng có bạn đã biết được câu trả lời của cô. À, what does Nga want to do? Nga muốn làm gì? À, theo các bạn thì Nga muốn làm gì? À, câu đầu tiên vào là các bạn đã nghe rồi đúng không? Đúng rồi, Nga wants to enroll for the activities, right? Nga muốn đăng ký vào những cái hoạt động, được chưa? Đúng không? Rồi, và câu hỏi thứ hai của cô là what does the secretary ask Nga to do? Ha, cái cô thư ký này yêu cầu Nga làm cái gì? À, như vậy ở cuối bài các bạn cũng nghe được rằng cô thư ký the secretary asked Nga to take the form to Nga's teacher and asked Nga teacher to sign it then bring the form back to her. Như vậy cô thư ký yêu cầu Nga đem cái mẫu đơn này về cho giáo viên của Nga và yêu cầu giáo viên của Nga ký vào đó. Sau đó đem cái mẫu đơn này đưa cho cô ấy, mang lại cho cô ấy. Ok, right? Do you understand? Right? Ok, nào, như vậy bây giờ chúng ta sẽ bước qua một cái bài nghe và kèm theo một cái bài đối thoại nha các bạn. Và đây là đoạn đối thoại. Đoạn đối thoại này cũng có trong sách giáo khoa của các bạn ở trang 54. Và bây giờ chúng ta hãy vừa nghe lại một lần nữa và vừa nhìn vào nội dung của bài để chúng ta nắm nội dung của bài một cách chắc chắn hơn các bạn nhé. Now, listen. Unit 6. The Young Pioneers Club. Listen and read. Hello. May I help you? Good morning. I'm enrolling for the activities for this summer. Right. Let me get an application form and we can fill it out. What's your full name, please? Pham Mai Nha. And when were you born? April 22nd, 1989. Where do you live and do you have a phone number? I live at 5 Tran Phu Street. And I don't have a phone at home. Now, what are your hobbies? I like drawing and outdoor activities. And I enjoy acting, too. Drawing, outdoor activities, and acting? Well, please take this form to your teacher and ask her to sign it. Then bring the form back to me. All right, thank you. Okay, now, các bạn thấy đó. Ha, như vậy đó, các bạn cũng thấy câu trả lời của cô ha lúc nãy đây. Nga enrolling for the activities for this summer. And the secretary asked Nga to take this form to your teacher, her teacher and ask her to sign it. Then bring the form back to her. Okay? Right. Rồi, bây giờ các bạn đã thấy cái nội dung của cái đoạn đối thoại rồi. Rồi, bây giờ các bạn hãy vừa nhìn vào sách và sau đó các bạn hãy trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây nhé. Number one, practice the dialogue with the partner. Phần số 1 này do là mình học online nên cô không thể thực hiện cái phần này. Nếu học trên lớp thì mình sẽ thực hiện phần này bằng cách là practice đoạn đối thoại này cùng với người bạn của mình. Đóng vai một người sẽ là secretary, một người sẽ là Nga các bạn nhé. Như vậy các bạn hãy tự practice giùm cô cái đoạn đối thoại này. Tự đóng vai, vừa đóng vai là secretary, vừa đóng vai là Nga ha. Rồi, như vậy chúng ta sẽ bước qua phần số 2 là trả lời câu hỏi. Answer the question. Câu hỏi thứ nhất, cô muốn các bạn trả lời cho cô đó là what's her name? Câu hỏi thứ hai, where does she live? Or what's her address? Câu hỏi thứ ba sẽ là does she have a phone number? Câu hỏi thứ tư, what's her desk or bird? Câu hỏi thứ năm, what are her hobbies?
Như vậy các bạn hãy nhìn vào đoạn đối thoại trong sách và trả lời cho cô 5 câu hỏi này nhé. Ok, nào. Ok, time's up. Ok, what's her name? À, cô nghĩ thì các bạn chắc câu hỏi này rất là dễ với các bạn rồi đúng không? À, what's her name? Tên của cô ấy là gì? Như vậy, tên của cô ấy là Phạm Mai Nga. Her name is Phạm Mai Nga. And where does she live? What's her address? Cô ấy sống ở đâu? Hoặc là địa chỉ của cô ấy là gì? Như vậy chúng ta chỉ trả lời một câu hỏi là she lives at 5 Trần Phú Street. Right? Cô ta sống ở số 5 đường Trần Phú. Rồi, tiếp theo. Does she have a phone number? Như vậy các bạn đọc trong đoạn đối thoại thì các bạn có thấy được cô ấy có cái số điện thoại không nào? À, không có, đúng không các bạn? Như vậy mình trả lời là no, she doesn't. Không, cô ấy không có. Right? À, và cô, các bạn hãy cho cô biết. À, what's her date of birth? Cái ngày sinh của cô ấy là gì? Như vậy chúng ta thấy một cái tháng, cái ngày, cái năm của cô ấy đó. À, như vậy trong đây chúng ta sẽ trả lời là it's April 22nd. 1989, right? Sinh ngày 22 tháng 4 năm 1989. Và câu hỏi cuối cùng, what are her hobbies? Sở thích của cô ấy là những gì? Như vậy các bạn sẽ liệt kê ra những sở thích của cô ấy trong bài đó các bạn thấy không nào? Ok, her hobbies are drawing, outdoor activities and acting, right? Ok, very easy. Ok. Rồi, các bạn hãy ghi các câu trả lời, câu hỏi và câu trả lời này vào bài học luôn nha các bạn. À. Rồi, từ cái phần trả lời câu hỏi đó thì chúng ta sẽ thực hiện phần này một cách rất dễ dàng các bạn ha. Complete Nga's detail. Như vậy là hãy hoàn thành những cái phần thông tin chi tiết của Nga. À, ví dụ như name, home address, phone number, date of birth, sex, interest. Như vậy là các bạn sẽ từ cái phần trả lời câu hỏi, thông tin bên phần trả lời câu hỏi mình mới vừa làm, mình rút ra thông tin để mình điền vào đây. Ví dụ như name thì hồi nãy mình biết rồi. Name thì mình chỉ cần ghi cái tên của cô ấy vào đây, đó là Phạm Mai Nga. Home address thì hồi nãy mình cũng có hỏi rồi. Như vậy mình sẽ lấy thông tin là 5 Trần Phú Street. Ha. Rồi phone number, hồi nãy mình có hỏi là cô ấy có số điện thoại hay không. Thì mình trả lời là không có. Như vậy chỗ này không có số điện thoại thì mình sẽ để là not available, không có sẵn. Ha. Và cái thông tin date of birth có thì mình sẽ điền vào cái ngày tháng năm ở đây. April 22nd, 1989. Right? Và phần thứ 5 đó là sex, là về giới tính. Như vậy bạn này là bạn Nga. Như vậy bạn Nga là nữ. Như vậy cô sẽ để là female. Ha. Rồi interest nó the same meaning với cái từ hobbies các bạn. Đó là sở thích. Ha, yêu thích cái gì đó. Như vậy chỗ này mình sẽ điền những cái sở thích của Nga vào đây. Đó là drawing, outdoor activity và acting. Right? Very easy. Are you okay? Ok, các bạn hãy điền vào trong sách những cái thông tin này cho nó nhanh. Ha, tại vì trong sách mình có cái bảng sẵn rồi ở trang 55. Các bạn hãy điền những thông tin mình mới cập nhật á, điền vào. Ok. Phần listen and read của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ các em hãy ghi cái phần homework này vào tập bài học nhé. À, cũng là phần đầu tiên là phần learn all vocabulary. Các bạn nên học hết tất cả các từ vựng mà thầy cô show ra cho các bạn ha.
Rồi, phần thứ hai sẽ là practice the dialogue again. Như vậy như hồi nãy cô nói, các bạn hãy tự luyện tập đoạn đối thoại này lại ở nhà một mình nhé. Và cuối cùng là các bạn hãy prepare, chuẩn bị tiếp phần tiếp theo của Unit 6, đó là phần listen và phần read. Ha. Rồi, như vậy thì là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.